Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm món đậu hũ kho tương hột, một món ăn chay ngon, một món ăn chay mặn. Mình có thể là mình ăn với rau luộc nè, hoặc là rau sống nè, mình chấm như leo này nọ, đều rất là ngon và làm rất là đơn giản. Và hôm nay thì mình sẽ có một miếng đậu hũ non như thế này, khoảng 400g ha các bạn. Và đây mình sẽ có 3 muỗng sả băm như thế này. Đó, mình sẽ có 4 muỗng canh tương hột, mà tương của mình là tương ngọt ha các bạn. Thì nếu các bạn không có tương ngọt thì các bạn có thể dùng tương mặn bình thường. Thì chúng ta sẽ gia giảm cái lượng đường cho vào khi mình kho ha. Và đây là mình có một muỗng canh đường cát ha. Mình sẽ có một cọng hành lá như thế này. Và đây là hai trái ớt, mình ăn cay thì mình sẽ cho ớt vào. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình cắt đậu hũ và ớt này ra. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái miếng đậu hũ này ra, cái miếng nó vừa ăn ha các bạn. Biết như thế này mình vừa ăn rồi. Rồi, mình được một cái dĩa đậu hũ cắt ra như thế này ha. Tiếp theo là mình sẽ cắt cái hạt cạnh cọng hành lá này ra. Đó. Mình sẽ cắt cái lá ra riêng ha. Còn để cái cọng hồi chút nữa để mình khử ha các bạn. Bây giờ mình sẽ đập này ra, mình sẽ cắt nhuyễn nha ha. Rồi để qua một bên luôn. Và đây là hai trái ớt, mình cũng sẽ băm nhuyễn ra luôn. Ớt của mình cũng đã xong rồi, mình sẽ cũng bỏ qua một bên luôn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu vô mình chế biến cái món đậu hũ kho tương hột ha các bạn. Bây giờ mình sẽ cái bắt cái chảo lên trên bếp cho nó nóng ha. Tiếp theo á, là mình sẽ cho một muỗng canh dầu ăn vào. Khi mà cái dầu của chúng ta nó đã sôi lên á thì mình sẽ cho hành lá, gốc hành lá vào mình khử ha. Mình sẽ cho, bắt đầu mình sẽ cho sả băm vào. Thử cho nó thơm lên. Tiếp theo là mình sẽ cho tương hột vào. Chào lên. Và đây là mình sẽ cho thêm là 3 muỗng canh nước lạnh vào thêm hết các bạn.
Để cho nó lỏng ra một chút xíu, chứ nếu mà không có thì nó sẽ đặc lắm, chúng ta kho nó sẽ mau khô lắm ha. Bây giờ mình thấy cái này nó đã sôi lên như thế này rồi thì mình sẽ cho một muỗng canh đường vào. Và đầu mình sẽ nêm nếm coi nó vừa ăn với khẩu vị gia đình mình hay không ha các bạn, tùy cái loại tương hợp. Bây giờ nó đã sôi lên rồi đó, bây giờ mình sẽ cho đậu hũ trắng vào. Món ăn này làm rất là nhanh đó các bạn. Mình cho lên đậu hũ vào đây, mình cho nó sôi lên khoảng 5 phút. Mình nêm nếm gia vị vừa ăn thì mình có thể tắt bếp và đem xuống mình thưởng thức được rồi. Nó mình đun cho nó sôi khoảng 5 phút. Mình nêm nếm gia vị thì mình thấy nó của mình nó đã vừa ăn rồi các bạn. Nó mặn mặn mà nó ngọt ngọt rất là ngon ha. Một món ăn rất là thanh đạm cho những bữa chay rằm. Các bạn muốn ăn chay hoặc là các bạn ăn chay thường xuyên á thì món ăn này rất là ngon, rất là dễ làm, nhanh gọn, rất là tốn cơm ha, tốn rau luôn nếu mình có một dĩa rau luộc cơ. Rồi bây giờ mình sẽ cho một miếng hành lá vào trong, còn phần nữa thì chút nữa để mình rắc lên mặt ha. Rồi như thế này là được rồi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình dọn ra mình ăn cơm, nó còn nóng ha các bạn, ăn nóng mới nó rất là ngon ha. Mình tắt bếp ha. Và đây là cái dĩa đậu hũ kho tương hột của mình mới vừa làm xong nè các bạn, khói vẫn còn lên ha. Mình sẽ ăn với cơm trắng, rau luộc hoặc rau sống chấm vào rất là ngon. Một món ăn chay đơn giản dễ làm sẽ góp phần vào món ăn gia đình của các bạn. Thời gian mình chuẩn bị khoảng 10 phút thôi các bạn là mình sẽ có một món ăn ngon như thế này. Mình hy vọng các bạn sẽ làm thành công cái món đậu hũ kho tương hột ngày hôm nay của mình. Và mình sẽ chúc các bạn ăn ngon miệng với cái món ăn chay này nha. Và mình xin chào tạm biệt các bạn.